Có những ngày mưa kéo mình về là nỗi nhớ. Nhìn là một thời, chẳng biết trắng đen, sáng chiều. Chỉ biết yêu. Anh ơi, anh ăn hết anh ơi. Với tấm ảnh này thì anh phải chụp cho em nhiều góc cạnh để bị dán lên đẹp của bộ đêm phim này. Thôi, bạn rất là tốt, anh giữ năng lượng này cho anh. Make up vô dặm. Dạ, chị Khuê thay đồ xong rồi ạ. Công nhận đem vào cái bộ đen này hơn các Khuê. Chúng ta tiếp tục nha. Dạ, chào tổng biên tập. Một tiếng. Một tiếng 20 phút rồi chị. Trễ một tiếng 30 phút đó chị. Hai. Em chờ có lâu không? Một tiếng 30 phút. Đủ lâu để tôi hủy cuộc hẹn này. Hẹn gặp anh dịp khác. Nếu có. Trời đất ơi, nói chuyện với ai vậy trời? Nhỏ này ngon. Tạp chí của mình đúng không? Dạ đúng sếp. Nghỉ chơi. Bỏ xong chưa? Lẹ lẹ em ơi. Đó kéo đi em. Chụp lại hết toàn bộ collection cho số tới. Gấp. Dạ. Biết ngay mà. Lần nào cũng phải chụp lại. Trời đất ơi, tên Hà chứ có phải tên Hạnh đâu mà Hạnh quá sao Hạnh. Trời ơi, nhân viên cũng là người chứ có phải... Thôi thôi. Chào chị. Em nhớ những cái hợp đồng này. Nếu mà không xong thì em biết rồi ha. Dạ. À, cho em nói lại tên tôi lần nữa. Dạ, chị là tổng biên tập tạp chí Women, Hồ Thị Ngọc Hà. Hà. Không có Thị. Nha. Yeah. Anh ăn cơm đã rồi hẵng đi. Em nấu ăn không ngon hay là anh bận? Cơm ngon, không bận, nhưng không muốn ăn.
Em lại có chuyện nữa hả? Giai điệu thì quen thuộc, hành động cũng quen thuộc, vậy chắc là cấu hình mặt em cũng đang quen thuộc đúng không? Im đi. Tim á, có đau thế nào thì bao tử cũng phải no nghe chưa. Phụ nữ thành công như em nên nhớ. Cầm lên được, đặt xuống được, nắm được thì buông được chứ gì. Nói được mà không bao giờ thấy em làm được hết á. Giờ này bên đấy cũng muộn rồi, đi ngủ đi nhá. Ok, bye. Bye. Không sao đâu em, để đỡ tốn thời gian mình vào luôn vấn đề nhá. Anh đồng ý lần hợp tác này với lại tạp chí của em, mà anh có vài điều kiện nhỏ, hy vọng em sẽ thực hiện. Thứ nhất, người mẫu chụp hình với anh phải là ngôi sao hạng A. Thứ hai, trang phục của anh phải được gửi trước một tuần và phải là đồ hiệu trong một sưu tập mới nhất. À, và nhớ chưa ai được mặc nhé. Thứ ba là layout chụp hình phải là trong nhà vì anh rất ghét nắng. Thứ tư là đội ngũ make up của anh phải là những người nổi tiếng nhất, như là Nguyễn Háo Mộng Hùng. Còn nếu bận thì phải làm bối bối. Nhưng nhớ, anh chỉ có 30 phút. À, không, 34 phút cho buổi xuất tiền lần này thôi. Chị ơi, anh Ú nói xong rồi ạ. Bên tôi đồng ý. Ok. Cảm ơn anh. Tập trung mọi người ơi. Em ơi, bây giờ anh tạo cái dáng nào mà fashion lên xuống nha. Rồi mặt phẳng lên nào. Dạ chị ơi, em coi hình này đi anh. Bây giờ mình đổi sang thằng sếp này nha. Đây là em mọi người ơi, trễ giờ rồi. Dạ, chào chị. Chị thấy hình hôm nay được không chị? Chị có góp ý gì không? Chị ơi. Công việc, cả tình yêu, và đi đến một nơi nào đấy thật xa và bình yên. Sáng nay còn cứng lắm mà, sao bây giờ xìu vậy? Phụ nữ cứ nghĩ mình thanh xuân cho đến khi chẳng còn gì trong tay. Phụ nữ thành công thì cứ nghĩ mình mạnh mẽ cho đến khi phải đối mặt với sự thật. Làm sếp ở ngoài xã hội có oai không, khi thật sự em cũng chỉ là nô lệ của tình yêu mà thôi. Cứng cáp cỡ nào thì cũng chỉ là cái vỏ bọc gồng gánh thể hiện mà làm gì. Yếu đuối thì muôn đời vẫn yếu đuối. Em sẽ không bao giờ vượt qua được nếu không đối diện với sự thật. Muốn vượt qua được thì em phải đối diện với nó.
Hello? Yeah, I'm on my way. Yeah, don't worry, I'll be there right now. I'll be there soon. Tôi! Anh thản nhiên làm mọi thứ vậy à? Anh có còn là con người không vậy? Cô cần tình yêu, tôi chưa có tình yêu. Đàn ông chúng tôi có quyền. Còn đàn bà như cô muốn hạnh phúc thì chấp nhận đi. Mình mẹ làm gì khi cô không thể sống thiếu tôi? Chia tay đi. Chia tay. Để rồi xem cô chịu nổi trong bao lâu. Nhớ anh ta.